măng chỗ ăn, mấy chỗ đi đứng thì không có chán. Kìa, có nhân viên đi đem đồ ăn vô kìa, dùng xe ba bánh ha, dùng xe ba bánh để đẩy ra, để đẩy đồ vô. Đứng dưới chân cầu nó trú mưa nguyên bày ha. Trời ơi, có hai con nó nhảy nhau chị. Cái sừng con đó chắc đang trong giai đoạn mọc á, chưa có định hình ra được. Còn cái con mọc mà dạng giống như là lâu năm rồi đó, nó tủa ra mấy cái sừng hươu dạng đẹp ghê ha, một hai hai bên sừng rồi ở phía trước nữa, giống như thành bốn luôn á, hay quá. Đây nè, đây nè, đây nè, đây nè, ở đó đi qua đây luôn nữa nè, đi qua đây con hươu nè, chim bồ câu nữa kìa, hươu bé làm hai sừng hươu. Đó, nhung hưu kìa. Trời ơi, cái con hưu này mình thấy nó nhung luôn á. Cái sừng nó thấy nhung bung lên luôn á. Ta kêu là nhung hưu ha. Chắc là vậy đó. Nhưng mà nó mình thấy có cái màu đó đỏ vô trong đó. Trời, nếu mà cắt sừng hưu nhung hưu của nó chắc là đau lắm á. Nai ha, đây con nai kêu là hu nai, hoặc họ hu nai, lông màu nâu đậm pha vàng nhạt. Con đực có sừng, trọng lượng 162 tới 260 kg, phân bố Việt Nam, Nepal, Ấn Độ, Malaysia, Indonesia. Sống trong rừng già, rừng thứ sinh, thức ăn cỏ, lá cây, trái cây. Mang thai 7,5 tới 8 tháng, sinh một con trên một lứa. Con hẳn Nam Bộ, hẳn Nam Bộ là đây ha. Thân hình thon nhỏ, bộ lông màu vàng sẫm, bụng trắng, còn có tên gọi khác là mang. Phân bố ở Kon Tum, Lâm Đồng, sống trong những cánh rừng thưa, rừng quanh nương rẫy, đồi cây, trang cỏ, cây bụi, thức ăn là lá cây, cỏ, trái cây. Vào tháng 1 và tháng 3 thì sinh sản, và tháng 6 và tháng 8 mang thai từ 6 cho tới 6,5 tháng, sinh một con trên một lứa ha. Con hoẳng nữa, cái con bé bé là con hoẳng ha, thân hình thon nhỏ đó, con hoẳng, con hoẳng. Đi thấy đã, bày xuống kia đặt dịch đi. Con gì kia? Con heo. Con gì mà vàng, trắng, hồng, xanh? Con heo. Con ngốc. Con ngốc. Con ngốc. Con ngốc. Con heo ơi, bảo con ngốc. Cũng hư nhiều quá. À, cái sừng, cặp sừng hư rồi. Nhìn từ xa thì mình thấy nó tưởng là nó mọc riêng, nhưng mà nó dính sát vô trong người của nó có màu đỏ. Hu sao, con hu sao ha, hu sao trọng lượng 60 tới 80 kg, con được có sừng 2 tới 4 nhánh nhỏ hơn sừng nai, phân bổ Việt Nam, Trung Quốc, Triều Tiên, Nga, Nhật Bản, sống ở rừng thưa trên núi đất, nơi khô ráo, thức ăn cỏ lá cây, sinh sản từ tháng 3 tới tháng 5, mang thai từ 7 cho tới 7,5 tháng, sinh một con trên lứa. Đã tuyệt chủng trong thiên nhiên, hu sao ha. Vậy là cái con hu mà nó có bốn cái phân này ra là nó chính là con hu sao.
con hu ở trên kia nãy cái sừng mà tủa ra đó. Tủa ra hết rồi hả? Vô trong kia là hết rồi. Bút giờ ha. Rồi hết rồi, trong góc đó hết rồi. Cũng là hư thôi. Rồi mình đi ra ha. Trời cũng tối rồi. Hư đứng ở dưới bày bày. Mưa nữa. Dừng video này hôm qua video mới ha.